một bậc quân vương mang trong con tim mình ngoài đất nước. Ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn, nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Chốn cao như đang chiều người thân ta khi vòng hoa ấy chốt mang con tim cho một nam nhân thường. Dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung công, tình chưa yên đến vương trên mi giọt buồn chưa tràn, đành lòng buông tay cho em rơi đi theo mũi tình vàng. Một bậc quân vương uy nghi mọi phong nhìn tim đất tan. Quay nhanh ra một con đẩy AS Sadly DK18004 này, 4 kênh em nhé, hàng này hàng công suất khủng. Đưa cái giấy của anh ấy, anh 4 kênh hàng công suất khủng nhất hiện tại hiện nay anh em nha, với công suất là 1.800W một kênh. Đấy, 1.800W một kênh em nha, nhân với 4 kênh. Tổng công suất con này lên đến 7.200W anh em nha. Của hãng AS Hadley này. Đây, tem chính hãng em nha, tem check này. Đấy, đầy đủ hết tem bảo hành các thứ này. Hàng này thì nó chạy công nghệ đây, Professional này, Unifer này, công nghệ Class D anh em nha. Đây. Của anh dàn nhạc Minh Thế anh nhá. Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy. Đặt cọc bên em trước 2 triệu rồi. Thì bây giờ em sẽ test nhanh và sẽ gửi qua cho anh em. Đấy. Đây. Rất là đẹp, công suất rất là khủng. Anh em xem nội thất thì em sẽ gửi anh em cái cấu hình nội thất bằng một cái phần Pro Show nha. Đây mặt sau này. Đấy, 4 rắc ra. Đầu vào, 4 đầu vào và 4 đầu lai. Đây là rắc nguồn. Đấy, rắc nguồn này. Đấy. Ok, bây giờ em sẽ test nhanh một đoạn ở trên hai kênh em nhé. Mở đầu kênh 1, kênh 2 em nhé. Rất sạch sáng và êm anh em nhé. Đấy, ok, anh em có nhu cầu thì liên hệ đến Nghĩa Ru, có số điện thoại em để trên màn hình anh em nhé. Và cái dòng này thì nó có cả cái dòng hai kênh, có nghĩa là một hàng có hai kênh này thôi. Thì hai kênh này thì giá nó sẽ tốt hơn anh em nhé, rất là rẻ hơn. Nếu dòng này hai kênh 1.800W một kênh thì giá tầm 13 triệu anh em nhé, 13 triệu. Đấy, giá rất tốt anh em nhé. Đấy. Ok. Đấy, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn và những video lần sau.